Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em có về một ít dây tín hiệu xịn nhân vì hàng đấu giá về ha. Mấy cái này thì hàng đấu giá về. Có sợi dây này dây bạc nha quý vị, dây này bạc chưa sử dụng luôn. Đấy. Thì dòng dây bạc này anh em này sử dụng với những dòng tăng nôi hay những dòng dây bị làm cao cấp thì sử dụng sợi này thì rất là hợp lý ha. Tiếng dãy trung cao. Đấy, bass mềm nhẹ rất là hay luôn. Đây quý vị, nó là bạc ha. Thông số bên hãng bên 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 trang đấu giá bên kia thì nó để thông số là 99,9999%, nói chung là số 9 nó dài thòn vậy thôi quý vị. Là nguyên chất ha. Này. Dây thì nó dài 50 cm quý vị. 50 cm. Đây. Thì đầu thì đầu dắt mà vàng hết ha. Đây, nó sử dụng dắt WPT. Sử dụng dắt WPT vì xúc xịn sò ha. Germany WPT của Đức nha quý vị. Đấy. Dây này thì nó của Đức ha. Sợi dây này thì 50 cm nha quý vị. Sợi này giá 1,2 triệu ha, 1,2 triệu dây xịn thôi vì hàng đấu giá về. Rồi tiếp theo là em có dây Phonit nha, dây Phonit thì nó cũng là hai cặp hai sợi nè. Thì Phonit Faycoret Solan Ultra Quality ha. Thì Phonit đây quý vị ha, Phonit Gold đầu giặt mài vàng ha. Sợi này thì là 700 ngàn một sợi nha quý vị, nó cũng là dài. Sợi này như nó dài để em cắt để em đo quý vị, sợi này dài 1 mét thôi chứ. Đúng rồi, sợi này dài 1 mét quý vị. Thì giá 700 ngàn ha một sợi quý vị. Dây rất to ha, dài 1 mét quý vị. Đây, dây to bự ha. Nó dây to bự quý vị. Phonit. Đây nó có chiều ha, nó có chiều mũi tên như ra vào đây nè. Đấy. Đây, Phonit gòn ha. Đấy. Xịn sò nha quý vị, dây rất là to luôn đi, rất là mềm to dẻo, cầm sợi dây lên là sướng tay liền. Giá là 700k một sợi này ha. Đây em có hai cặp này ha. Đó. Rồi tiếp theo là đây em có về được một cái lô dây này là mỗi một bịch là 10 sợi nha quý vị. Dây AV này hàng chưa sử dụng luôn ha, của Satolet của Nhật nha quý vị. Satolet của Nhật, mỗi sợi nó dài 1,5 m và mỗi bịch như thế này nó có 10 sợi nha quý vị. 10 sợi ha, dây AV chưa sử dụng ha, dây này thì chưa sử dụng khui ra ha. Ở đây em có 4-5 bịch nha quý vị ha, bịch 10 sợi thì quý vị lấy về dùng dần để dành nó dùng cũng được ha. Đây tháo ra cho quý vị xem cái chất dây luôn ha. Đây. Nói chung là dây mới chưa sử dụng thì quý vị biết được rồi ha, độ chất của nó như thế nào rồi. Dây mới chưa sử dụng nha quý vị. Quý vị lấy một bịch đó là 10 sợi là 700k ha, 700k. Lấy lẻ thì giá sẽ cao hơn. Còn một bịch 10 sợi là 700k nha quý vị. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn. Đấy, sợi dây dài 1,5 m nha quý vị, mỗi bịch là 10 sợi ha. Mỗi một bịch như thế này. Bịch như thế này là 10 sợi nha. Tính ra mỗi sợi nó có 70k thôi quý vị. 700k thì chúng ta có ngay 10 sợi ha. Hàng cũng đấu giá bên Nhật về luôn. Đấy, hàng chưa sử dụng luôn nha. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.